Nhưng không có người nào biết Thiên Ngoại Thiên là ở đâu hết. Không được, chúng ta phải mau chóng tìm bằng được Thiên Ngoại Thiên để cứu Dương Tiễn đi. Nhưng mà sư thúc à, chúng ta đi tìm mấy ngày rồi, với lại trời bao la rộng lớn, chúng ta chỉ có 4 người, chúng ta phải đi đâu mới có thể tìm được đây? Có chí ác sẽ thành công. Quân tin là chỉ cần chúng ta hết lòng tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra được nơi đó. Hả? Vậy phải tìm tới chừng nào chứ? Tới chừng đó Dương đại ca. Là cha, đừng nói nữa. Bậy. Coi như con chưa nói gì. Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên, Thiên Ngoại Thiên. Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn ơi. Nè, nè ta, quý la gì vậy? Ta la cái gì hả? Ta nói ngươi làm gì đó? Ngươi ở đó lẩm bẩm một mình nói cái gì giờ không biết nữa. Nói ta, hồi nãy tôi đang nghĩ sư thúc kêu chúng ta đi tìm Thiên Ngoại Thiên, nhưng chúng ta đã đi tìm hết Đông Nam Tây Bắc, thậm chí tìm ở dưới đất cũng tìm không ra. Dư thừa, tất nhiên ta biết chuyện đó rồi. Nhưng có một nơi chúng ta vẫn chưa tìm tới à. Hả? Là ở đâu vậy? Ừ? Hả? Ý ngươi là trên trời? Ừ. Ê, Thổ Hành Tôn đừng có tào lao nữa coi. Làm sao có chuyện đó chứ? Người hãy ngủ nhiều và bớt nằm mơ lại chút đi. Không, Naka, huynh thấy Thổ Hành Tôn nói có lý lắm. Không sai. Vậy để ta xem thiên thư nói thế nào. Đều Tận Kỳ Tự Tại. Tận Kỳ Tự Tại à? Thì ra là như vậy. Sư thúc, 4 chữ này trong thiên thư hiện tại ra rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Thiên thư nói tận kỳ tự tại chính là nói chúng ta không cần đi tìm nữa. Cái gì? Thiên thư nói chúng ta không cần tìm nữa sao? Chứ không phải Dương đại ca sẽ mất mạng rồi sao? Na Tra, không được nói linh tinh. Dương đại ca nhất định sẽ không sao cả. Ý của thiên thư chính là thiên thư sẽ dẫn chúng ta đi, chỉ cần đi theo thiên thư là được rồi. Không còn sớm nữa, hãy mau khởi hành thôi. Dân Thiên Ngoại Thiên. Hay quá sư thúc, cuối cùng chúng ta đã tới Thiên Ngoại Thiên. Wow, thật là hay quá, Dương đại ca được cứu rồi. Thiên Ngoại Thiên này quả nhiên là nơi khác biệt. Nhưng mà ở đây không có cái gì hết trơn à. Chúng ta phải đi đâu tìm động ngoại động gì đó chứ? Thổ Hành Tôn, ngươi đừng nói vậy. Ta tin là nếu như chúng ta tìm được Thiên Ngoại Thiên thì nhất định sẽ tìm được động ngoại động. Sư thúc, mình xem thử trong thiên thư còn chỉ thị gì hay không. Hành, vậy tức là sao? Thiệt tình trái bí lùng. Nói người ngốc người không chịu nhận. Vậy mà cũng không hiểu sao. Trong thiên thư hiện ra chữ hành, tức là muốn chúng ta tự đi bộ tìm đó. Có đúng không sư thúc? Thấy chưa? Cái gì? Tới cuối cùng vẫn phải đi bộ hả? Vậy bây giờ đã đi được chưa? Đi. Đi thôi. Sư thúc à, chúng ta đi nãy giờ rồi, chừng nào mới tới được động ngoại động đây? Phải nói sư thúc, chúng ta đi từ nãy giờ không thấy cái gì hết trơn à. Một cái lỗ nhỏ cũng không thấy, phải đi đâu mới tìm được động ngoại động gì đó đây? Phải, chúng ta đang theo chỉ thị của thiên thư mà đi tới đây. Sư thúc à, nhưng trong thiên thư không có nói rốt cuộc chừng nào chúng ta mới tìm được. Rủ như chúng ta đi tìm tới 7749 ngày hoặc là 9981 ngày, còn Dương đại ca thì đang cần thiên nhãn chữa vết thương cho huynh ấy, chúng ta làm sao mà về kịp chứ? Đúng đó sư thúc. Thổ Hành Tôn, Na Tra, hai người đừng nên nghĩ vậy. Chúng ta làm việc không nên bỏ cuộc giữa chừng, dù giá nào thì chúng ta phải tìm ra nơi đó. Không sai, thiên thư đã đưa chúng ta tới chỗ này, ta tin là không bao lâu nữa chúng ta sẽ tới được động ngoại động. Sư thúc, hay là chúng ta coi lại ý của thiên thư đi. Được. Tâm thành tắc linh. Tâm thành tắc linh. Tâm thành tắc linh. Sư thúc à, thiên thư hiện ra 4 chữ này có nghĩa là gì vậy? Ý thiên thư muốn nói, chỉ cần chúng ta có ý chí thật kiên định, một lòng nghĩ tới nơi chúng ta muốn đến là động ngoại động. Sư thúc à, theo ý sư thúc nói, tức là chỉ cần chúng ta một lòng nghĩ tới nơi đó thì sẽ tìm được động ngoại động. Đúng vậy. Vậy sư thúc, chúng ta phải làm sao đây? Hồi nãy con dùng thuật độn thổ cũng không thể tìm được. Phải đó sư thúc, con đi bằng phong quả luân bay rất xa, tìm rất lâu cũng tìm không ra nữa. Thổ Hành Tôn, Đa Tra, dùng những cách đó của tụi con là không được.
phải dùng tới tâm. Dùng tâm? Dùng tâm. Không sai. Bây giờ các con nhắm mắt lại, loại bỏ tất cả tạp niệm, một lòng nghĩ tới nơi chúng ta muốn đến, động ngoại động. Đây là đâu? Sư thúc, ở đây có một cái động. Đúng vậy, chúng ta vào trong xem. Đi. Sư thúc, thúc nhìn xem, trong động còn một cái động nữa. Đúng vậy. Động ngoại động. Mọi người xem, tốt quá rồi. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được động ngoại động rồi. Đúng vậy sư thúc, thật là thần kỳ. Chúng ta hãy mau vào trong xem, đi. Sư thúc, ở đây ngoài cái bàn đá này ra cũng không có gì, có cái thiên nhãn gì cả. Đúng vậy sư thúc, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Sư thúc, thúc đang nghĩ gì vậy? Như vậy đi, các ngươi hãy tìm kiếm khắp nơi xem. Vâng. Đến côn trùng cũng không có, lấy đâu ra thiên nhãn chứ? Quỷ, có quỷ, quỷ. Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn, ngươi có sao không? Hắn lù lù xuất hiện không nói tiếng nào, hại ta chết khiếp đi được. Ngươi là ai? Ngươi hỏi ta là ai à? Ta còn muốn biết các ngươi là ai. Nói, đến đây có phải muốn lấy trộm đồ không? Ngươi ăn nói đàng hoàng cho ta. Nhìn bộ dạng của ngươi mới đúng là tên lấy đồ trộm đó. Đúng vậy. Hơn nữa trong động này không có gì phải lấy cả. Chúng ta có thể lấy được gì? Được lắm. Các ngươi thật là không biết điều, tự ý xông vào lãnh thổ của ta, đã cần hung hăng như vậy. Lãnh thổ của ngươi à? Ai nói đây là lãnh thổ của ngươi? Có chứng cứ gì không? Đúng vậy. Ngươi có chứng cứ đây là nơi lãnh thổ của ngươi không? Ức hiếp người quá đáng. Được rồi. Tại hạ Khương Tử Nha, vị đạo huynh đây thì ra là đang tu hành ở động ngoại động này. Hôm nay thật sự ngại quá, chúng ta đã mạo muội làm phiền, mong huynh lượng thứ. Cuối cùng cũng có tên hiểu lễ nghĩa nói chuyện. Ngươi chỉ là sao huynh lại ở đây? Ta luôn ở đây, có gì mà kỳ lạ chứ? Không đúng. Ta nhớ là ngươi tu luyện trong một sơ động khác ở triều Ca Tây Kỳ chúng ta. Vì sao hôm nay huynh lại ở đây? Ngươi, vì sao ngươi biết? Hôm đó ngươi muốn ăn Tây Bá Hầu nhưng bị Lôi Chứng Tử dùng lôi điện đánh, con toàn thân trọng thương, hơn nữa còn bị ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Ngươi thì ra là ngươi. Sư thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng ta nhớ hôm đó người đánh ta là một ông lão tóc bạc, sao có thể là ngươi? Thì ra ngươi chính là thủ hạ bại tướng với sư thúc ta và tiểu công tử đây. Đúng vậy, còn dám đứng đây? Có phải đến đây gọi chúng ta là lão gia không? Các ngươi, được rồi. Na Tra, Thủ Hành Tôn, không được vô lễ. Ta thấy các ngươi nên học tập tiểu công tử, hãy biết điều một chút. Sư thúc, ban nãy sư thúc nói con đã từng đánh hắn, nhưng sao con lại không nhớ? Lúc đó con vừa mới tu luyện xong, nó muốn ăn thịt cha con, cho nên vì duyên phận đó, cha con mới nhận nó làm con thứ 100. Thổ Hành Tôn, quên xem, hắn thiếu một cánh tay, không có tí gì giống gấm sói cả, rõ ràng là một con chó. Đúng, bản năng tự nhiên của nó là như vậy. Ta giết chết các ngươi. Đến đây. Nào, xin lỗi, xin thứ lỗi cho bọn chúng không biết ăn biết nói. Thật ra hôm nay chúng ta đến đây là tìm thiên nhãn. Ngươi sao lại biết chuyện thiên nhãn? Nghe người nói như vậy, ngươi nhất định biết tin tức của thiên nhãn đúng không? Ta... tốt quá rồi. Nhưng đại ca cứu được rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng chúng ta đã tìm đúng chỗ. Mau lên,
mau giao thiên nhãn đi. Ta không nói cho các ngươi, ngươi không nói phải không? Ngươi không nói phải không? Ta nói cho ngươi biết, lần trước sư thúc ta đánh cho ngươi thừa sống thiếu chết, lần này ta đánh cho ngươi mong ngươi nở hoa luôn. Đến đây. Na Tra, chúng ta có việc tương cầu. Nói năng thái độ như vậy sao có thể thành được? Sư thúc, con không hung hăng với hắn. Hắn ta biết ngươi nhất định biết tung tích của thiên nhãn. Thật ra là như thế này, chúng ta muốn tìm thiên nhãn để chữa thương cho một vị bằng hữu. Ta không biết các người đang nói gì. Ta cũng không hề biết cái gì gọi là thiên nhãn. Ban nãy rõ ràng ngươi nói ngươi biết, giờ đã nói là không biết là có ý gì. Đúng vậy, sao lòng dạ ngươi xấu xa như vậy? Ta nói ta biết thiên nhãn lúc nào? Căn bản là do ngươi, ngươi nghe lầm rồi. Ngươi, ta không biết thiên nhãn ở đâu. Sao có thể chứ, ngươi? Đây nhất định là nơi đặt thiên nhãn. Được rồi, các ngươi đừng nói năng hồ đồ nữa. Ta nói cho các người, ta không biết thì chính là không biết. Các ngươi mau đi đi. Nhưng theo thiên thư nói, lẽ nào thiên nhãn nằm trong bụng của thiên lăng tinh? Được rồi, ta không nói với các người nữa. Ta phải đi tu luyện đây. Sư thúc, sư thúc à, lại để cho nó, tiểu cậu nó chạy đi mất rồi. Đúng vậy sư thúc, lẽ nào chúng ta không cần thiên nhãn sao? Bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta nhất định phải lấy được thiên nhãn. Không sao, chúng ta hãy đợi hắn ở đây. Cái gì sư thúc? Chúng ta đợi hả? Nếu như hắn không quay trở lại thì làm thế nào? Hắn nhất định sẽ quay trở lại. Lão thần tham kiến nương nương thiên tuế. Những thái sư không cần đa lễ, mời ngồi. Nương nương không cần. Không biết nương nương gọi lão thần đến đây có chuyện gì thương lượng? Việc này là quốc sư muốn tìm ông, cho nên ta sẽ bảo quốc sư giải thích cho ông. Xin hỏi thái sư, giữa trán của ngài là thiên nhãn phải không? Không sai, đúng là thiên nhãn. Xin hỏi thái sư, thiên nhãn của ngài là? Lúc lão phu sinh ra đã có nhiều hơn một con mắt, sau đó bái làm môn hạ của Kim Linh Thánh Mẫu. Tôn sư nói cho lão phu, con mắt này là thần thông, nó có thể phân biệt bản tính trung gian thiện ác của con người, cho nên con mắt này được gọi là thần thông nhãn. Thật sao? Nhưng theo ta được biết, Khương Tử Nha đang đi đến động, trong động sơn ngoại sơn của thiên ngoại thiên để tìm thiên nhãn. Hắn tìm thiên nhãn à? Thiên nhãn ở trên trán của lão phu. Hắn đi đâu tìm chứ? Có thể là Khương Tử Nha đã biết thái sư muốn báo thù cho Ma Gia Tứ Tứ, cho nên bọn chúng mới đi tìm thứ khác có thể khắc chế con mắt của thái sư. Cái tên Khương Tử Nha này, lão phu vẫn cho rằng hắn bái là môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật không ngờ cái tên Khương Tử Nha này hành sự bỉ ổi như vậy. Nào chỉ là bỉ ổi, thậm chí còn hơn cả tiểu nhân. Đúng vậy, cho nên lúc Thanh Thanh và Công Báo biết được chuyện này, bản cung liền ngay lập tức cho gọi thái sư đến đây, muốn đem chuyện này nói cho thái sư biết. Đa tạ nương nương. Xin hỏi quốc sư, ông có biết sơn ngoại sơn của thiên ngoại thiên ở đâu không? Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là ta nghe người khác nói, cho nên mới đến đây thông báo cho thái sư biết. Thái sư, ông cũng không biết nơi đó là ở đâu sao? Lão phu không biết nó ở đâu. Có điều chỉ cần lão phu dùng thiên nhãn chiếu rọi là có thể biết được bọn Khương Tử Nha đang ở đâu. Thật không ngờ thiên nhãn của Vấn Thái Sư lợi hại như vậy. Vậy Thái Sư hãy ra tay đi. Lão phu không thể đợi đại quân Tây Kỳ của bọn chúng đến. Giờ lão phu sẽ đi giết sạch bọn chúng. Cáo từ. Sao các người vẫn chưa đi? Sư thúc bảo chúng ta ở đây đợi ngươi. Được rồi, ta quay về rồi đây. Các ngươi đi đi. Ngươi, các ngươi hãy tránh ra. Ta, ngươi đều là những người tu đạo. Chúng ta muốn thiên nhãn là để cứu người.
Chỉ có thiên nhãn này mới có thể cứu được tính mạng của bằng hữu ta, cho nên chúng ta xin người hãy giúp đỡ. Đúng vậy, không lấy được thiên nhãn, chúng ta nhất định không đi. Ta nói sự thật với các người rồi, thiên nhãn không hề có ở đây. Các người lại không tin. Được, nếu như ta thật sự có cách để tìm ra nó, chuyện này không thể nào. Thiên nhãn. Sư thúc, đây, để ta thử xem. Sức lực thật mạnh. Nói cho các người biết, thiên nhãn là thánh vật thương cổ của thiên giới. Ta phụng mệnh trong giữ thiên nhãn, chính là không để cho bị người khác cướp mất. Nhưng bốn người các ngươi đã uy hiếp đến sự an toàn của thiên nhãn, ta chỉ có thể đuổi các người ra khỏi động thôi. Sư thúc, cửa động bị niêm phong lại rồi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải tìm cách lấy bằng được thiên nhãn. Cứu Dương đại ca đi. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể vào trong được, chúng ta phải nghĩ cách xem sao. Thái sư, chúng ta ở đây nên mới không tìm được người đó. Đúng vậy Thái sư, hãy ông thử dùng thiên nhãn nhìn xem. Thái sư, thế nào rồi? Chúng tôi đi theo thiên nhãn của ông tới đây, sao đến giờ lại không biết phải đi như thế nào nữa? Thổ Hành Tôn, có phải huynh chưa ăn cơm không? Sao chẳng có sức lực nào hết vậy? Tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không có chút chuyển biến gì hết. Làm thế nào bây giờ? Được rồi, đừng đá nữa, cứ nghỉ ngơi chút đi, để tôi vào xem sao. Kỳ lạ thật, sơn ngoại sơn của thiên ngoại thiên này không phải là nơi mà người phàm có thể tới được. Mình cũng là phụng lệnh của Ngọc Đỉnh Chân Nhân thì mới tìm được nơi này. Bốn người kia rốt cuộc là ai? Sao lại biết về thiên nhãn? Thôi bỏ đi, càng nghĩ càng đau đầu. Dù sao thì mình không cho bọn chúng vào là được rồi mà. Được rồi tiểu công tử, huynh bỏ ra đi. Huynh dùng lực mạnh như vậy, e rằng một lát nữa cái động này sập mất đó. Đúng vậy, động này mà sập thì toàn chúng ta không thể lấy được thiên nhãn. Nhưng mà không vào được bên trong, chúng ta tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay. Tiểu công tử, hãy dừng lại đi, đừng vội. Dừng lại đi. Sư thúc, có cách gì không ạ? Này, qua đây, qua đây. Thổ Hành Tôn, chẳng phải Quynh biết thuật động thổ hay sao? Quynh hãy dùng phép động thổ để chui vào trong, xem tình hình trong đó ra sao. Đúng là ý hay. Thổ Hành Tôn, Quynh nhất định phải vào bên trong, xem là có thể lấy trộm được thiên nhãn ra ngoài không. Đúng vậy. Được. Sao ta lại không nghĩ ra cách này nhỉ? Đây vẫn là cách ta hay thường dùng mà. Được rồi, ta đi ngay đây. Được được, đi nhanh về nhanh. Na Tra, tiểu công tử, Thổ Hành Tôn đâu? Thổ huynh ấy, huynh ấy không sao. Đúng vậy. Sư thúc mà, vừa nãy Thổ Hành Tôn nói huynh ấy chán quá, không có gì làm nên muốn ra ngoài chơi. Đúng đúng. Hmph.
Chạy đi, ta không ngăn cản ngươi đâu. Ngươi muốn gì đây? Muốn làm gì? Đem ngươi đi quăng vô quan cát. Bỏ ta ra. Thổ Hành Tôn sao rồi? Thổ Hành Tôn không sao chứ? Tôi lại thất bại rồi. Nói nhỏ thôi. Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn, con định dùng thuật độn thổ để lấy trộm thiên nhãn à? Sư thúc, con nghĩ là cách này thì không còn cách nào khác nữa đâu. Thổ Hành Tôn à, chẳng phải trước đây ta nói với con rồi sao? Chúng ta không thể vì đạt mục đích của mình mà không từ thủ đoạn được. Đúng, chúng ta rất muốn có được thiên nhãn, nhưng chúng ta cũng không thể lấy trộm được. Sư thúc, đừng mắng Thổ Hành Tôn nữa. Thực ra là con bảo quân ấy đi trộm đó. Sư thúc à, cả con nữa. Cả con nữa đó. Các con thật là... Xin lỗi, bọn chúng không có ác ý. Bỏ đi, các ngươi mau đi đi. Đợi đã. Không biết cậu có nghĩ là sẽ giao thiên nhãn cho chúng tôi không? Để chúng tôi dùng nó đi cứu người. Thiên nhãn là của ta, tại sao phải giao cho các người chứ? Ngươi, chỉ là theo như thiên thư có nói, thiên nhãn khi thời khắc sẽ tự nhận ra chủ nhân của nó. Ta không tin. Mau đưa ta xem. Định gạt ta hả? Sách gì mà không có chữ? Ngươi, ngươi đúng là đồ mặt dày. Sách của sư thúc ta mà ngươi dám lấy hả? Trả lại đây. Trả đây. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, thiên thư chỉ cần ở trong tay ta thì thiên nhãn chính là của ta. Ngươi, Thiên Lăng Tinh, ta khuyên cậu một câu. Cái gì là của cậu sẽ mãi là của cậu. Cái gì không phải là của cậu thì cậu có công giữ cũng không được. Được rồi, không phải dạy ta. Bây giờ ta chỉ biết rằng thiên nhãn, thiên thư đều ở trong tay ta. Sư thúc, để con lấy lại. Đồ mặt dày, đồ mặt dày xấu tính. Được rồi, Na Tra, chúng ta hãy cứ đợi ở đây đi. Đúng là bốn tên ngốc. Thực sự cho rằng ta không đọc được thiên thư sao? Sư thúc, có chuyện gì vậy? Tướng công, mau về nhà thôi. Đã đến lúc chúng ta về nhà rồi. Duy Tiễn, Duy Tiễn, cậu sao vậy? Ở đâu á? Duy Tiễn, ráng lên, ráng thêm lát nữa. Thưa tướng, mọi người sắp trở về chữa khỏi vết thương cho cậu rồi. Hả? Lý tướng quân, tôi đau quá. Bây giờ trên trán tôi giống như có ngàn vạn cây kim đang đâm vào, đau đớn không thể chịu nổi. Lý tướng quân, hãy mau ra tay chém tôi một đau, cho tôi được giải thoát đi. Nhanh lên! Duy Tiễn, cậu đang nói gì vậy? Duy Tiễn, cậu hãy nghe rõ đi. Tôi tuyệt đối không cho cậu tìm cái chết đâu. Tôi... Phải Dương Tiễn, hiện giờ tướng công của tôi, Na Tra, Thổ Hành Tôn và Lão Chấn Tử, họ đang đi tìm thiên nhãn để chữa trị vết thương cho cậu. Tôi cũng bỏ việc làm ăn của mình cố tình tới đây chăm sóc cho cậu. Không lẽ cậu muốn chết đi cho xong để báo đáp niềm hy vọng của chúng tôi dành cho cậu sao? Quân Nhân, Lý Tướng Quân, hồi nãy vì tôi đau quá mà thất lễ, thật thật xin lỗi hai người. Dương Tiễn à, cậu phải cố gắng lên. Tôi có linh cảm là tướng công của tôi sắp sửa trở về rồi đó. Cậu hãy ráng thêm lát nữa đi. Hả? Nằm xuống đi. Bị sao vậy? Dương Tiễn. Dương Tiễn. Trợ Dương Tiễn. Dương Tiễn à. Con bình tĩnh lên đi. Dương Tiễn. Chiêu đệ. Chiêu đệ. Chiêu đệ. Tướng công. Ta thấy sao? Không sao. Nhưng mà sư bà. Sư bà, nhưng hồi lại rồi à? Lại. Chị bộ, 你是不是已经找到天眼了?
Trung Nguyên Phu Phu sổ thô, bố bà Thiên Yến chào chị. Hay quá, hay quá đi. Ủa, vậy còn ra tra bảo bối có thiếp và lo chứng tử thổ hành tôn bọn họ đâu? Mã tỷ, hồi nãy muội và võ cá ở dưới nhà bếp nhìn thấy Na Tra lôi chứng tử bọn họ đang ăn dụng đó. Hả? Là họ đã cho muội biết tỷ phu đã trở về. Hả? Hả? Có chuyện gì? Hả? Sư phụ, vết thương của Dương Tiễn chuyển biến xấu rồi, người mau cứu Quỳnh ấy đi. Hay là vậy đi, mọi người ra ngoài đợi ta. Lý Tướng Quân, ông cũng là vất vả, hãy về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Đi đi, đi đi. Thiết. Ai trời. Mã tỷ đi mau. Thưa tướng, vậy tôi xin cáo từ. Khương Tử Nha, ngươi tưởng rằng Thiên Lăng tin ta là cái ngốc sao? Thiên Nhãn lúc nãy chỉ là giả thôi. Nhưng nếu như bọn chúng phát hiện ra đó là giả thì nhất định phải đến làm phiền mình nữa rồi. Nơi này không thể ở lâu được. Nhưng mà Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã từng nói mình ở đây đợi người có duyên. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Không xong rồi, không xong rồi. Mọi chuyện không hay rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy có một luồng ánh sáng vút lên thế này rồi, Dương Tiễn đi mất tiêu. Có mùi người. Dương Thái Sư, tại sao chúng ta phải bắt hắn? Đúng vậy, chỉ bằng cứ giết hắn đi là xong. Các ngươi thì biết gì? Không biết là bọn chúng tìm thiên nhãn cho hắn sao? Hơn nữa nghe nói Khương Tử Nha đã tìm được thiên nhãn rồi. Vậy nên đạo phu đưa Dương Tiễn ra đây để muốn xem thiên nhãn của hắn rốt cuộc là ở đâu. Sao thiên nhãn lại dở ra như vậy? Thiên nhãn này chắc chắn là giả. Sao cơ? Giả ư? Vậy thì thiên nhãn thật ở đâu? Lẽ nào Khương Tử Nha vẫn chưa tìm được thiên nhãn thật sao? Theo lão phu thấy thì thiên nhãn là một báu vật hiếm có. Nó sẽ tự biết mình tìm chủ nhân của mình. Vậy nên chúng ta cứ ở cạnh Dương Tiễn, nhất định sẽ có thể tìm được thiên nhãn. Ý Thái Sư là nếu như thiên nhãn thật xuất hiện trước mặt Dương Tiễn thì nhất định chúng ta sẽ cướp được nó, đúng không? Đúng vậy. Chỉ cần lão phu có được thiên nhãn thì công lực của chúng ta sẽ tăng gấp bội. Sau này ta tới Tây Kỳ để đối phó với bọn Cơ Phát và Khương Tử Nha sẽ dễ như trở bàn tay. Cho dù hai bọn chúng có liên hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của lão phu. Cách đây không xa có một sơn động. Chúng ta hãy đưa tên tiểu tử này tới đó để tránh bọn người của Khương Tử Nha tìm thấy. Đi thôi, đi. Thì ra là tên tặc thân công báo. Bọn chúng còn bắt ân công Dương Tiễn của ta. Không được, ta phải qua đó xem sao. Đi. Đầu của ta đau quá. Dương Tiễn, ta nói cho ngươi biết, đừng có mà giả chết trước mặt ta. Là các ngươi. Đúng vậy, là bọn ta. Sao các ngươi lại ở đây? Đây là nơi nào vậy? Ngươi muốn biết đây là đâu à? Dương Tiễn, ngươi giết chết Ma Gia Tứ Tướng, Cơ Phát thì giết chết Song Nhi. Hôm nay chúng ta đưa ngươi tới là để tính món nợ này với ngươi. Không, không phải là ta, là các ngươi, là ngươi. Dương Tiễn, hôm nay ta đưa ngươi tới đây là để cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi nói cho bọn ta biết thiên nhãn ở đâu. Thiên nhãn? Thiên nhãn là cái gì? Sao à? Ngươi không biết ư? Ông, tại sao ông lại có ba con mắt? Ngươi đã biết lão phu có ba con mắt thì nhất định ngươi biết lão phu là ai rồi chứ.
Hình như thừa tướng từng nói Triều Ca có một nhân vật vô cùng lợi hại. Ông ta có ba con mắt, họ dấn tên trọng, cung bái sái sư. Lẽ nào chính là ông ta? Không ngờ Khương Tử Nha cũng có kiến thức đó. Đúng vậy, chính là lão phu đây. Vấn đại sư, hãy nghe tôi nói, Ma Gia Tứ Tướng không phải do tôi giết. Người nói sao? Ma Gia Tứ Tướng không phải do ngươi giết chết à? Tất nhiên không phải là tôi. Nếu không tin, các người hãy tới Giai Mộng Quan mà điều tra, chắc chắn sẽ có manh mối. Dương Tiễn ta dám làm, ta dám chịu. Không phải ta giết chết thì có chết ta cũng không nhận. Mà Gia Tứ Tướng không phải do ngươi chết. Vậy thì là ai giết chết? Đúng vậy, chính là hắn. Cứ đừng xáo biện. Khoan đã, xem ra kẻ giết chết Ma Gia Tứ Tướng đích thị là người khác. Đại sư, kẻ này vô cùng gian xảo, tôi nghĩ hắn nhất định muốn lừa gạt ta. Từ sau khi Ma Gia Tứ Tướng bị giết, đã lâu rồi lão phu không tới Giai Mộng Quan. Nhân dịp này ta phải tới đó một chuyến, làm cho rõ nguyên nhân cái chết của Ma Gia Tứ Tướng. Các người hãy canh chừng hắn cho ta, lão phu đi rồi sẽ về ngay. Công báo, công báo, ngộ lỡ dấn trọng điều tra được gì thì chúng ta... Đợi đã. Thanh Thanh, muội mau về Triều Ca, đem tất cả mọi chuyện báo cho đại tỷ. Được. Tại sao bọn chúng lại đưa Dương Tiễn tới đây, trò hỏi về tung tích của Thiên Nhãn? Còn Văn Thế Sư vừa đi khi nãy, rõ ràng trên đầu cũng có một Thiên Nhãn. Mình không đứng gần bọn họ, nhưng vẫn cảm nhận được pháp thuật của ông ta rất cao thâm. Mình nên cẩn thận, tạm thời trốn đi đã, để tránh phiền phức. Nào, thế nào? Nói thế nào nhỉ? Mấy món này đều do Ái Phi đích thân làm sao? Không biết tay nghề thần thiếp thế nào, mong Trần Đại Dương không chê. Đang tự dưng sao nàng lại muốn nấu ăn vậy? Đại Dương tốt với thiếp như vậy, thiếp chẳng có ý báo đáp, vậy nên đành lẳng lặng học nấu ăn. Chỉ hy vọng có thể tự tay nấu vài món ngon để cho phu quân mình thưởng thức. Dương hậu của ta, nàng lương thiện, thục đức như vậy, xem ra không uổng công quả Dương luôn thương yêu nàng. Chính vì Đại Dương thương yêu thần thiếp như vậy, nên thiếp mới nghĩ mọi cách để hầu hạ Đại Dương chứ. Được. Làm thế nào để nàng hầu hạ ta bây giờ nhỉ? Phía Trọng U Hồn có thần, từ ngày mai hãy bảo Ngự Thiện Phòng dạy bảo Dương hậu nấu bếp. Quả Dương cũng phải đích thân nấu ăn cho Dương hậu chứ. Dương một nước mà đích thân xuống bếp hả? Đúng là từ khi cha mẹ sinh đẻ đến giờ, lần đầu tiên ta nghe thấy điều này. Lần đầu tiên nghe thấy cái gì? Thưa Đại Dương, đúng vậy, Đại Dương về Dương hậu mà đích thân vào bếp, đúng là phúc phận ba đời của nương nương. Đại Dương, thần thiếp không muốn người đích thân nấu nướng đâu. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Người trong thiên hạ sẽ trách tội thần thiếp mất. Làm sao chứ? Quả Dương nấu ăn cho Dương hậu của mình, đó chỉ là biểu hiện tình yêu ta dành cho nàng mà thôi. Cũng giống như nàng nấu ăn cho ta vậy. Cho dù người trong thiên hạ có biết thì cũng chỉ có thế nói, chỉ có thể nói là Đại Dương nhân đức, yêu thương vợ con, thế gian hiếm gặp. Đúng vậy, chuyện này nếu mà truyền ra ngoài thì mọi người sẽ ghi nhớ rằng Đại Dương yêu thương đắc kỷ nương nương như nhau mà thôi, sẽ lưu danh thiên cổ đó. Đúng vậy, đúng vậy đó. Đại Dương, hôm nay người uống nhiều rồi, hay là hãy về tẩm cung nghỉ ngơi một chút. Ta không mệt, ta còn chưa say đâu. Ta muốn nàng ở cạnh ta. Còn nói là không sai, nhìn Đại Dương kìa. Hay là Đại Dương về phòng nghỉ ngơi trước đi, để thần thiếp một lát nữa thần thiếp sẽ vào tới Đại Dương ngay. Phí Trọng U Hồn có thần, mà dù Đại Dương về tẩm cung nghỉ ngơi.
Đại Dương, vậy chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Đắc Kỷ nương nương chắc chắn sẽ có một niềm bất ngờ dành cho Đại Dương đó. Chắc chắn rồi. Đại Dương. Được rồi. Được rồi. Đại Dương. Mỹ Nhân, đừng để quả Dương chờ lâu đó. Đại Dương yên tâm, thần thiếp sẽ tới ngay. Mau đỡ Đại Dương đi, cẩn thận đấy. Nào nào. Đến rồi à? Dân đại tỷ. Thế nào rồi? Tìm thấy thiên nhãn chưa? Vẫn chưa à? Không ngờ mọi chuyện thành ra thế này. Hiện giờ Dẫn Thái Sư đã tới giai mộng quan rồi. Vậy nên công báo bảo muội về đây, xem đại tỷ có đối sách gì không. Ông ta tìm ra bất cứ manh mối nào chưa? Tại sao chứ? Vì từ lâu ta đoán được mọi chuyện sẽ thế này mà, nên đã sắp xếp xong lâu rồi. Cho nên dù có thế nào, ông ta cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào. Nếu đã vậy thì muội có thể yên tâm rồi. Nhưng ông ta không yên tâm về tên tiểu tử Dương Tiễn. Hắn mà không chết thì sau này sẽ trở thành mối đại họa của chúng ta. Vậy nên kẻ này không thể giữ lại. Bây giờ ta sẽ dùng thiên lý truyền âm bảo công báo lập tức giết chết hắn, đề phòng trừ hậu quả. Đại tỷ nói rất có lý. Dương Tiễn, ngươi đúng là trăm ngàn lần không nên phản bội ta. Không nên nói ra chuyện của Mai Gia Tứ Tướng. Ban nãy đại tử bảo ta giết ngươi để diệt trừ hậu quả. Ngươi hãy chấp nhận đi. Hãy đứng dậy. Đứng dậy đi. Dậy mau. Dậy đi. Dậy. Dậy mau. Ngươi muốn gì? Dương Tiễn, ta muốn ngươi xem ngươi sẽ tự chết với binh khí của mình như thế nào. Ngươi nói ngân thương bảo kích sao? Dương Tiễn, ngươi nhìn cho rõ đây. Đây chính là ngân thương bảo kích mà ngươi luôn tự hào. Hôm nay ta phải xem nó phải lấy mạng của ngươi như thế nào. Bảo kích à, bảo kích. Thật không ngờ ngươi vẫn nhận ra được chủ nhân của mình, không chịu làm tổn thương ta. Chủ nhân của nó chỉ có một mình ta mà thôi, làm sao có thể nhận tên thất bại như ngươi chứ. Được, cho dù ta không dùng binh khí này thì vẫn có thể giết chết được ngươi. Kẻ nào vậy? Dám cắn ta? Dương Tiễn! Dương Tiễn! Ngươi ra đây cho ta! Là kẻ nào đã cứu ngươi? Ngươi mau ra đây! Dương Tiễn! Thái sư! Ngươi đang đi đâu vậy? Dương Tiễn chạy mất rồi! Sao cơ? Dương Tiễn trốn rồi à? Sao hắn lại chạy trốn? Giống dĩ tôi đã bắt được hắn, không ngờ có một bóng đen từ đâu chui ra cứu hắn ta, chạy mất rồi. Thái sư, chẳng phải ông đã đi nhai mộng quan rồi sao? Sao lại... Không ngờ nhai mộng quan đã bị quỷ hoại. Tên Khương Tử Nha đó thật là đáng ghét, dám quỷ hoại nhai mộng quan của ta. Còn lưu lại lá cờ Tây Kỳ ở đó, sau này mà ta tìm được hắn, nhất định ta phải hỏi tội hắn mới được.
Thái sư à, có thể thấy rằng những gì Dương Tiễn nói đều là nói dối. Chỉ có điều tôi vừa đuổi tới đây thì đã không thấy tung tích của hắn ta nữa rồi. Không thấy đâu ư? Hắn đi về bên đó rồi, đuổi theo. Đi. Tại sao Dương Tiễn tự nhiên bị mất tích vậy? Với thân thủ của nó, sau này chắc chắn sẽ là trợ thủ rất đắc lực. Có điều bây giờ, tại sao lại bị mất tích? Mình phải làm sao mới được đây?